Chào mừng các bạn đến với đế chế Innonia Hồ Mơ Mộng. Và bây giờ hôm nay mình sẽ bắt đầu đó rồi. Ba đầu ra thì cái đế chế Hồ Mơ Mộng này á, thì mỗi trận đấu nó sẽ cho mình một con tướng cùng cái hệ của mình đang đánh hiện tại nha. Tướng thì hên tui. Cái game đấu này của mình á, thì mình đang nhắm tới đó là bài Beethoven con tuần khủng long Tiac nha. Khởi đầu của mình thì mình đang có một con Oriana. Nên giờ mình thấy con Vi con này con ngọn nhưng mà mình chưa bắt được rồi. Thôi thì cứ lấy con nào mà nhiều vàng nhất thôi nha. Và tới nhà thì tôi up lên level 5, tiếp tục bỏ con Timo vào để đép máu nha. Thì giờ tôi gặp cái nhà này hơi bị yếu, mới level 4 thôi. Thì ván này tôi win trước cái đã. Rồi sau ván này tôi quyết định chắc mình phải roll phát để mà kiếm Beethoven, chứ không bên Beethoven sớm là mình thua. Thì roll xong thì mình đã ra được con Echo rồi, thì đủ bộ rồi. Giờ mình đủ 3 Beethoven, bắt đầu là chiến thuật đó là thua. Nhưng mà bây giờ tôi gặp cái nhà này mới vô nó hơi yếu, nên thôi chắc ván sẽ... Ở cái rau quái đá này thì tôi nhặt được đó là một cái gõ đồ và ba cái bảnh trang bị nha. Rau tiếp theo thì tôi gặp nhà này đang chơi hỗn hợp quá. Thì tôi thấy có con Karata bên kia có thể là đẹp tốt. Rồi, mẹ này có thể là chơi hư không nè. Rồi, chơi B2V mà bạn thấy ấn thập tự nhất sinh là phải chọn liền nha. Ấn này rất là lợi hại để cho mình có thể combat game. Rồi, thì giờ tôi đã có thêm con Jay và đủ đồ bắn tỉa mà tôi bỏ vào đã đép được. Trời ơi, đép dữ quá, cái quán này win luôn. Chơi B2V là mình mới đánh chữ thua chứ không là cúc á mà anh em à. Bây giờ thôi tôi cũng không dám lên gì hết nè, tôi cứ để vậy thôi. Thì gặp ở nhà này hên quá, mình ép được 4 con luôn. Rồi thì giờ ra đi chợ thì mình ở top 3 thì cũng không hy vọng gì mấy. Nên là thôi có con nào mình lấy con đó. Để thì được một cái váy cũng cả hàng con Vi. Ôi, rau này mình có con The In bên kia đép ghê quá. Rồi, mình cứ nói chung là giữ tầm thua 2 con, 1-2 con là đẹp ha. Ủa, thêm cái nhà này ghê quá, mới vô có gia sô 2 trang bị rồi. Con Echo lên 2 rồi. Giờ cái rau sói này mình đen quá mọi người ơi, chỉ được có 2 mảnh trang bị thôi. Hiện tại vẫn đang là thiếu đồ mà. Vừa về tới nhà thì ở Hồ Mơ Mộng nó lòi lên đâu đó một con Siri. Đúng con Rezi của mình cần luôn, thì mình tháo đồ của con Tichina bỏ qua nha. Ôi giờ thì mình gặp ở nhà bên này là nhà hư không chơi Kai'Sa rất là mạnh luôn, mình chỉ đép được 2 con thôi. Cái loại tiếp theo đó là JK nha mọi người. JK nó sẽ búp lên vào con Z. Con Z nó sẽ búp tốc độ đánh khá là cao cho Jerry nha. Chắc mình lên level 7 để mình cố gắng giữ thêm máu. Rồi tiếp tục mình gặp cái nhà chơi Tiac nha. Nhà bên kia thì đang Crazy 9, đó là con Tristana. Diamond này mạnh quá. Mình đã thành công đép được 3 con. Cái round này mình gặp nhà thật là mạnh mọi người. Đó là nhà chơi thách đấu nè. Ôi ơi, tôi không làm được gì cả, tôi chỉ đép được đúng một con thôi. Nhà này quá là mạnh luôn. Rồi giờ tiếp tục là cái rau đi chợ nè. Mình thấy cái con Jerry mình đang ở top 7 thì ngu gì mà không bập nó. Bên nhà đã có Jerry 2 rồi. Lên Jerry 2. Hiện tại con TS của mình đang là 24 điểm. Thì mình tiếp tục mình lại gặp cái nhà. Ôi trời ơi, chơi hư không và có thêm con Apollo luôn. Khủng long mình là 30 điểm rồi mọi người à. Chắc hết chán này là mình đã tụt xuống một máu rồi, mà bật cái thập tự nhất sinh lên bắt buộc mình phải combat lại rồi. Trời ơi, một máu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xa hết cỡ luôn nha. Sau cái round này mình người đá này mình sẽ xa hết cỡ luôn để mình kiếm Jerry 3 chứ không là cúp đó. Hiện tại thì con khủng long mình cần phải thắng một trận thì nó mới kích hoạt cái ngưỡng 30 điểm lên thì nó mới khè ra lửa nha. Trời ơi, được chỉ được 3 con Jerry thôi mọi người à. Bây giờ thôi cứ cố gắng thôi. Gặp cái nhà này hên quá, con Kai'Sa mới có một thôi. Thì khả năng cao thì kích hoạt được khủng long rồi. Sau các bạn combat thì mình tiếp tục mình phải roll cực mạnh lên để kiếm được con Jerry 3. Nhưng mà nó chỉ roll là một con thôi. Rồi dán này mình gặp nhà gì đây? Kataria kẹp Darius. Ôi ơi, bộ rất là kinh nè. Trời ơi, khủng long có thể trực được không đây? Khủng long cố lên. Thành công, death. Giờ thì mình lại gặp nhà 6 hư không. Con Kai'Sa bay múa nhảy rất là tung nhưng mà khủng long đã khè lửa rồi nha mọi người. Khủng long mình là biết khè rồi nha, rất là mạnh. Ôi bây giờ cái gì đây? Ôi Senna. Thì tiếp tục mình lấy Senna để có thể kích hoạt Senna lên 2 nha. Bây giờ thì tôi lại gặp cái nhà chơi xạ kích này với toàn là máu giấy ở trên không.
thì cái con khủng long của tôi có thể là xuyên thủng qua hàng phía sau luôn. Tỷ nhà này lên bảng điểm số. Tiếp tục là nhà 6 thách đấu kẹp với ba Inolia. Nhưng mà bây giờ làm sao thể thắng được khi mà con khủng long của tôi đã lên tới gần 40 điểm rồi. Vậy thì tôi vẫn chưa lên được con Jerry 3 mọi người à. Nếu mà không lên Jerry 3 khả năng cao thì cái nhà top 1, top 2 kia vẫn có lật kèo mình được nha. Ôi ôi, căng quá. Tình hình này là Ron không lên được rồi. Đau đau khổ. Ôi, nhà Kata, Kataria, 3 sao, quá là ghê gớm. Đó, thấy chưa, kẹp thêm con Asia phía sau nữa nè. Cố lên, cố lên. Trời ơi, xém cút kìa mọi người. Bây giờ thì mình phải củng cố đồ cho team chứ không là cút sớm đó. Thì Senna như thế này bán rất là thấm rồi. Cái mình bỏ cái ấn của Zeun cho Jerry luôn. Vẫn không ra Jerry mọi người à. Cay thế nha. Ôi, giờ nhà nhạy gặp nhà chơi Jerry bên kia kìa. Con khủng long bên kia có vẻ là bé hơn con mẫu mình nha. Trời ơi. Rồi bạn ơi, nhà kia đang giữ con Jerry của mình hàng gì rồi nãy giờ không ra. Tôi bán thử con khủng long thử coi có được cái Necco mà cũng không ra luôn mọi người ơi. 50 mấy điểm mà cùi quá. Ôi, mình có thi mình cút không trời. Ôi ôi, Kata 3, Darius 3. Ăn nổi không đây, cố lên. Cố lên Jerry ơi, gồng hết sức bắn đi Jerry. Chỉ cần Jerry được búp phía sau thôi là bắn rất là mạnh nha. Kata, ôi cút rồi. Ôi, Sona phút một cái là đi gần như là 50% tem máu của địch nha. Ôi, Darius kìa. Trời ơi, mày quá. Tôi thấy bóng dáng của con Jerry kìa. Nó đang đứng trước mặt tôi luôn nè. Giờ chỉ cần chạy ra và lẫm nó thôi. Trời ơi, đó, Jerry 3. Giờ thì team bạn túi gì nữa. Rồi sau khi con Jerry của mình lên 3 rồi thì mình tự tin luôn cái quán này của mình có thể là Crazy tốt. Với đam phụ của mình là Sina, đam chính là Jerry. Được búp bởi ke của Jay. Đó mọi người thấy nha. Với Jerry mà búp lên là bắn nè. Gồng lên Jerry, đúng rồi, bắn. Rồi, con khủng long của mình tuy bán đi rồi nhưng mà hên quá Jerry được lên 3 ha. Mọi người có thể tham khảo cái bài Jerry này để mà chơi với đội hình Beethoven nữa mà leo top nha. Đội hình này rất là hay nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi.